Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, núp bóng các tổ chức từ thiện, thiện nguyện khiến cho dư luận bức xúc. Điển hình là mới đây tại Đắk Nông, bằng hình thức lập tài khoản mạng xã hội ảo, đăng tải bài viết để kêu gọi từ thiện, một đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người trên cả nước. Cụ thể vào chiều 14 tháng 8, công an huyện Cư Rút tỉnh Đắk Nông cho biết, Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh, sinh năm 1993, trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an huyện Cư Rút phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền đánh bạc, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết và hình ảnh nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu neo đơn, bệnh hiểm nghèo, xây dựng chùa. Sau khi Thịnh đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân, đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Thịnh qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt. Với thủ đoạn đó, từ năm 2020 đến khi bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước. Số tiền chiếm đoạt được, Thịnh dùng tiêu xài cá nhân và nộp hết tiền vào tài khoản cá độ bóng đá. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyền Cư Rút tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng đưa ra thông báo ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự xin liên hệ đội cảnh sát hình sự công an huyện Cư Rút để được hướng dẫn giải quyết. Qua đây cũng là lời cảnh tình đối với mỗi người. Có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao làm phương tiện nên rất khó nhận biết. Những đối tượng này thường đánh vào tâm lý của mọi người bằng việc lợi dụng lòng thương cảm, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện của tổ chức cá nhân đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để các khoản ủng hộ đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ, phát huy hết ý nghĩa tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng thời không bị rơi vào cạm bẫy của đối tượng lừa đảo thì mỗi người cần nêu cao cảnh giác thận trọng tìm hiểu xác minh kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội